Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ sơ đồ bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra tất cả các tỉnh thành khác nha. Rồi, xin mời tất cả các bạn chúng ta bắt đầu theo dõi. Rồi, để bắt đầu vẽ sơ đồ từ ở thành phố Hồ Chí Minh, từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hướng đi tất cả các tỉnh thành, thì ban đầu mình sẽ vẽ về phía trung tâm trước nha các bạn ha. Mình vẽ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trước, mình vẽ thành một cái vòng tròn đèn vô thành phố Hồ Chí Minh các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vẽ đi về các hướng các bạn nha. Rồi hướng đầu tiên mình vẽ hai các bạn ha, vẽ theo đường đi Biên Hòa các bạn. Biên Hòa đây là quốc lộ 1 các bạn nha. Tiếp theo sẽ vẽ con quốc lộ tiếp theo. Đây là hướng Bình Dương các bạn ha. Bình Dương các bạn ha. Đây là quốc lộ 13. Đường quốc lộ thì tôi ký hiệu một số và có đóng ngoặc ở mặt các bạn nha. Tiếp tục đây là quốc lộ 22. Đi quốc lộ 22, cái quốc lộ này mình sẽ đi Tây Ninh. Tây Ninh các bạn nha. Rồi. Tiếp tục đây là hướng quốc lộ 1 các bạn. Hướng này mình sẽ đi về miền Tây. Theo đi Cần Giờ các bạn. Các bạn ha. Rồi. Đi Gò Công. Cảm ơn các bạn nha. Đường này đường đi Vũng Tàu, đi Vũng Tàu, Dầu Dây. Theo mình sẽ vẽ những cái đường vành đai dọc theo thành phố Hồ Chí Minh. Đường vành đai thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ đây là ngã ba Cát Lái các bạn. Ngã ba Cát Lái. Ngã ba Cát Lái các bạn nha. Rồi. Đường này đường Mai, khúc này là Mai Chí Thọ các bạn. Mai Chí Thọ. Rồi. Các bạn ha. Đây hướng đây là đường cao tốc các bạn ha, cao tốc. Đường cao tốc các bạn nha. Rồi. Khúc này là mình chung qua sông Sài Gòn các bạn ha. Đã đi hầm chui chung qua sông Sài Gòn các bạn ha. Hầm Thủ Thiêm. Đường này đường Huỳnh Tấn Phát các bạn. Đây là đường Huỳnh Tấn Phát. Rồi. Cắt ngang đây là ngay khu cầu Trà Và các bạn, theo quốc lộ 50 các bạn ha. Đây là quốc lộ 50. Cầu Trà Và. Đây là đại lộ
vỏ bằng kẹt các bạn ha. Vỏ bằng kẹt. Rồi. Ở đây nối vô quốc lộ 1 các bạn ha. Ngoài đây là Bình Chánh các bạn ha. Bình Chánh các bạn ha. Rồi, con đường thứ hai là chúng ta sẽ nói bắt đầu từ ở đường Quỳnh Tấn Phát các bạn ha. Thêm một con đường vành đai nữa các bạn ha. Đấy. Nó cũng nối lại quốc lộ 1. Ở đây là ngã tư Cần Giuộc các bạn. Đường đi về Cần Giuộc. Đây là khu chế xuất Tân Thuận các bạn ha. Tân Thuận. Rồi. Đường vành đai thứ tiếp theo mà chúng ta sẽ vẽ. Rồi đây là ngã 302 các bạn. Ngã 302. Trên đây là Suối Tiên đó các bạn. Qua đây là Suối Tiên nè. Trạm Suối Tiên đó. Rồi. Ở khu vực này là ngã tư Bình Phước các bạn. Ngã tư Bình Phước. Các bạn nha. Rồi. Ở đây là ngã tư An Sương. Rồi, các bạn ha. Rồi. Ở đây là ngã ba An Lạc. Thì cái tuyến đường từ ngã ba An Lạc này nè các bạn cho tới ngã 302 này thì cái tuyến này người ta gọi là xa lộ Đại Hàn các bạn ha. Xa lộ Đại Hàn. Các bạn ha. Rồi, con đường này là xa lộ Biên Hòa các bạn ha, hoặc là quốc lộ 52, giờ nó là tiếp theo quốc lộ 1 để mình đi xuống các tỉnh miền Tây. Rồi, đây là quốc lộ 22 để mình hướng đi Tây Ninh các bạn ha. Con đường này chúng ta hướng về để chúng ta đi Gò Công. Rồi bây giờ ngay khúc Tân Thuận bây giờ người ta đã có làm cái đường hướng đi qua cầu Phú Mỹ để mình lên đường cao tốc. Đường này đường Nam Sài Gòn nè các bạn. Đường Nam Sài Gòn các bạn ha. Đó, khu Phú Mỹ Hưng nè các bạn ha. Rồi nhìn vào bản đồ thì chúng ta biết được các hướng của thành phố Hồ Chí Minh các bạn ha. Hướng đi Bình Dương các bạn ha. Đi lên Bình Dương rồi hướng Biên Hòa là hướng Bắc nè các bạn ha. Rồi cái hướng mà mình đi qua khu vực quận 9, quận 2 là khu này là khu hướng Đông nè các bạn ha. Này là Đông Bắc nè ha các bạn ha. Hướng Đông Bắc nè các bạn ha. Rồi hướng mà mình hướng ra xuống phía Cần Giờ là hướng này là hướng Nam các bạn. Hướng Nam, còn hướng Gò Công là hướng này là hướng Tây Nam các bạn. Ha các bạn ha. Hướng Tây Nam, cái này là hướng Nam nè. Các bạn ha. Hướng này là hướng Tây nè các bạn ha, hướng Tây. Hướng trên này là hướng Bắc nè các bạn.